Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Tham thiền dễ hay khó? Nang, 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 thập đảm chi ma thọ thường thắng. Tức là khó, 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 như rải 10 cánh hột mè lên trên cây. Đó là câu nói của ông Bàn Công Uẩn. Ông cảm thấy việc dụng công tham thiền không phải là chuyện dễ dàng, vì không đau lưng thì đau chân hoặc bị biết bao thứ bệnh tật quấy nhiễu. Cho nên, quý vị không dễ gì được nhất như, hoặc giả khó khăn lắm mới đạt được một chút tiến bộ. Nhưng nếu ngày nào mà quý vị hơi buông thả, vậy thì bao công lao từ trước của mình xem như dứt bỏ hết. Bởi vậy, ông mới nói, khó, 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 như rải 10 gánh hột mè lên cây. Vậy khó đến mức độ nào? Là như rải 10 gánh hột mè lên cây, số lượng 10 gánh hột mè đâu phải là ít, lại đem chúng rải lên cây mà không để rơi một hạt nào là việc không dễ làm. Có người bà con của ông nghe vậy bèn nói, nếu quá khó như vậy, vậy chẳng có cách nào để tu hành hay sao? Nhưng bà Bàn lại bảo, dị, 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 bá thảo đầu thượng tay lai ý, dễ, 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 như trên trăm đầu ngọn cỏ đều mang ý từ phương Tây. Rất dễ, tất cả các núi sông, đất đai, hoa cỏ thảo mộc đều là đại ý đến từ Tây Trúc của tổ sư, cho nên rất dễ, không có gì là khó khăn. Lúc bấy giờ, có người hỏi người con cảm thấy như thế nào về sự dụng công tu hành. Cô gái họ Bàn thưa, cũng không khó, cũng không dễ, đói thì ăn, buồn ngủ thì ngủ. Ba người này tuy nói không giống nhau, nhưng đạo lý căn bản đồng như nhau. Tức là đừng nên nhiễm ô, và chúng ta hãy cố gắng luyện công tu hành cho tốt, vậy mới đúng. Ông Bàn, bà Bàn và cô Bàn cùng là người trong một gia đình, nhưng chỗ thấy biết của mỗi người lại không giống nhau. Hiện nay, mọi người tuy từ các phương đến đây để dự khóa thiền thất, nhưng mỗi người cũng có ý kiến riêng của mình. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên ít nói một chút và mau lo dụng công tu hành mới phải. Giảng ngày 1 tháng 1 năm 1984. Ha ha ha, 问什么的说